Vũ Hào cũng không lùi lại hoặc là lé tránh. Một mũi chân trên mặt đất này một điểm, cả người đã đang theo khí thế lừng lẫy hướng ra phía phòng lăng nghênh đón. Đồng sang là hai tay phải lưng lên chém ra. Ở không trung này, một đạo xạ đến 100m cỡ lớn ám kim khủng chảo này trong khoảng khắc bao phủ thân thể của Phượng Lăng. Ám kim khủng chảo chứng kiến lóe ra quang ảnh mãnh liệt sáng bóng này, chi khí sắc bén phảng phất muốn đem mọi người là đều xé rách. Khủng bố móng vuốt này sắc bén mà ngay cả Trung Liêu cũng không khỏi có một chút biến sắc. Thực lực của Vũ Hạo vậy mà cường hãn như vậy, hắn thi triển ra ám kim khủng chảo đã có thể cùng với 10 vạn năm tu vi ám kim khủng chảo hùng so sánh đi à nha. Phượng Lăng lúc này hừ lạnh một tiếng, sau lưng hai cánh bỗng nhiên thù lái, tay phải gà ràng hướng ra phía không trung chụp tới, lấy ra nhỏ đánh lớn, đón lấy ám kim khủng chảo. Đinh một tiếng, Sơn Minh Thanh ở bên trong, liên tiếp kinh khủng này bạo tạc tính chất hồn lực, từ lấy trung tâm của hai người va chạm hướng ra phía bên ngoài tách ra. Tiếng lổ vang lúc này liên tiếp kinh khủng, vô số kiến thức sắc bén đem chung quanh một khu vực lớn này thiết cắt ra một đạo đường rãnh thật sâu. Cường giả song phương không thể không phóng xuất ra thực lực phòng ngự mạnh nhất để ngăn cản sắc bén dư ba. Vũ Hạ lúc này ở trên không trung ngưng trệ bất động, thân người của Phong Lang lúc này lại lùi lại phía sau mấy chục thước. Ở trên người trường bào màu đen này đã bị kích thước ra bắn sắc bén xé nát, lộ ra bên trong một thân phảng phất xung vẩy màu đen này chế tác ra thành bộ giáp. Nội giáp bao trùm toàn thân, mặc dù Vũ Hạo không biết sóng Phượng Lăng năm nay bao nhiêu tuổi, nhưng cũng không khỏi thầm khen một tiếng, dáng người thật là đẹp. Lần va chạm đầu tiên không thể nghi ngờ là Vũ Hạo chiếm cứ thượng phong, ám kim khổng trào này cường thế uy năng, áp chế Phượng Lăng cánh gà. Hai người giống như là rất ăn ý, gần như cùng một lúc đó hướng ra phía trên bầu trời này phóng người lên, hóa thân thành hai tia sáng lập tức dựa vào thập ngàn mét ở trong cao không. Bầu trời mới là sân khấu cường giả đối chiến. Nếu không thì trên mặt đất này hết thấy đều sẽ bị bọn hắn va chạm dư bà xé nát. Hai người cách xa nhau 100m, nhổ lên thắng. Ánh mắt của Phượng Lăng lúc này ở bên trong không có bất luận tâm tình báo động gì xuất hiện. Cứ như vậy gắt gao nhìn chăm chú vào Vũ Hạo. Thân thể của nàng thăng lên, đồng thời thì bản thân khí thế cũng đang nhanh chóng tăng lên. Vũ Hạo cũng đồng dạng không chút thua kém. Chung quanh thân thể ám lam sắc quang ảnh lúc này lập lòe, càng là không trung không khí càng rét lạnh, băng nguyên tố càng nhiều. Giữa tác dụng của băng cực chiến thần giáp, băng nguyên tố đều thật nhanh chóng bị rút vào bên trong cơ thể của hắn, chuyển hóa thành năng lực của hắn. Hồn lực chấn động kinh khủng ở trong không khí lưu chuyển, song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Uỳnh một tiếng phượng hoan sắc nhọn lại vang lên. Ở giữa không trung này, Phượng Lăng lần nữa triển khai ra hai cánh, sau lưng cánh to lớn mở ra, đồng thời thì bầu trời lập tức biến thành màu tím đen. Cùng lúc đó, một cái phượng hoàng to lớn âm u xuất hiện ra ở bên trong màu tím đen này, như ẩn như hiện. Ngôn tiểu trên Phượng Hoàng Vũ Hồn là linh động đấy, cao ngạo thánh khiết đấy, mà Phượng Lăng Hoàng Vũ Hồn này lại âm trầm tà ác, phảng phất muốn đem trọn cái bầu trời này đập sụp. Âm một tiếng, xung quanh thân thể của Phượng Lăng đột nhiên vang lên một tiếng khí bạo khí gì, ở trên người của nàng đã nhất hồn hoàn cũng theo đó nổ tung. Vốn là xung quanh thân thể của nàng cũng đã thập phần cường thịnh, tà khí lập tức đến lần nữa kế bộc phát ra. Hồn khí của nàng không sống với lúc trước. Ngôn tiểu chết lúc này lẩm bẩm tự nhủ, hắn là từng cùng với Phượng Lăng từng có một đoạn tình cảm, khi đó Phượng Lăng mặc dù không có hiện tại cường đại như vậy, nhưng cũng đã là xếp hạng thứ 6 cường giả trở lên, mà khi đó Phượng Lăng cho thấy hồn ký cường đại lại là có phát biện không nhỏ. Huyền lão lúc này trầm giọng nói, hẳn là ta Phượng Hoàng cảm giác ác tình sau đó đưa tới biến dị, vũ hồn biến dị, hồn ký cũng theo đó mà biến dị. Loại tình huống này ở trên người của Từ Tam Thạch, bối bối đều đã từng xuất hiện. Vũ hồn biến dị nói như vậy đều là cho hồn khí biến dị. Ngôn tiểu chết lúc này trầm giọng nói, Vũ Hạo lần này chỉ sợ ông quá coi thường đối thủ rồi. Phượng Lăng cũng là cường đại như vậy, Trung Liêu chỉ biết là mạnh hơn nàng, huống chi Vũ Hạo đối mặt với đối thủ như vậy. Huyền lão khuôn mặt xà lúa đột nhiên toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Phượng Lăng thật là mạnh, nhưng Vũ Hạo cũng không phải là Vũ Hạo lúc trước rồi. Hôm nay hắn sẽ hướng tất cả mọi người chứng minh, hắn đã là đương thời cường giả. Tiểu chiết luận tù vi, sức chiến đấu trên thực tế này hắn đều đã hoàn toàn siêu việt hơn người rồi. Thực lực của Phượng Lăng mặc dù không tệ nhưng cũng cùng với người so sánh còn có chênh lệch. Ngôn tiểu chiết chấn động, hắn không nghĩ tới huyền lão đối với Vũ Hạo đánh giá vậy mà trình độ cao đến như vậy. Mà cũng đúng lúc này đấy, trên bầu trời Vũ Hạo cũng xuất hiện ra biến hóa. Lấy thân thể của Vũ Hạo làm trung tâm, không trung sáng lên một đoàn làm vũ lất phất ra ánh sáng lộng lẫy. Vừa lúc mới bắt đầu này là màu xanh đậm, nhưng theo hướng ra phía bên ngoài kéo dài, nhan sắc lại dần dần trở thành nhạt, đều là trăm thước ở bên ngoài liền đã hoàn toàn biến thành bạch sắc.
bạch sắc cùng với phượng lăng phóng thích ra màu tím đen, tạo thành đối lập rõ rệt, mà bạch sắc lại bắt đầu phiêu đãng, phân tán ra hóa thân thành vô số bông tuyết, ở trên không trung này quay lại kịch đãng. Bông tuyết trắng toát này mang theo khí tức thánh khiết đang tung bay, đem phượng lăng tà khí tách ra, hướng phía Vũ Hạo đấu đá. Bông tuyết kích đãng này như lại dễ dàng đưa cho chúng nó gạt xa, không cách nào tới gần. Vừa lúc mới bắt đầu rõ ràng là phượng lăng chiếm cứ thượng phong, tà khí bao trùm tuyệt đại bộ phận khu vực, thậm chí Vũ Hạo đứng yên vị trí cũng bao trùm trong đó. Nhưng mà rất nhanh, phần bao trùm này liền xuất hiện biến hóa. Xung quanh thân thể của Vũ Hạo bồng tuyết ổn định lại mà kéo dài hướng ra phía bên ngoài khuếch trương. Tùy ý phượng lăng thúc sục ra tà khí bản thân như thế nào, để không thể nào áp bách và bồng tuyết kích đáng phạm vi lửa phân. Lực lượng của nàng đã ở trong gió tuyết này không ngừng bị áp bách, lui về phía sau. Vốn làng là muốn dùng tà khí này đi ảnh hưởng tới Vũ Hạo đấy, mà giờ này khắc này đấy chịu ảnh hưởng lại chính là nàng. Nàng mặc dù không bị Vũ Hạo lĩnh vực bao trùm, nhưng trong không khí này nhiệt độ đang bằng tốc độ kinh người hạ thấp. Tu vi của Phượng Lăng lại tọa nhiệt ra độ siêu thấp, trước mặt cũng không khỏi chịu biến sắc. Thẻ lôi hồn lưng vận chuyển tốc độ tựa hồ cũng đã bị ảnh hưởng. Cực hạn chi băng vậy mà cường hãn như vậy sao? Đế hàn thiền vĩnh viễn đồng lạnh chi vực, tuyết vô cực băng vực. Mũ bảo hiểm mặt nạ bảo hộ trên mặt bên trong của Vũ Hạo lúc này đã nhắm lại hai con người, mỗi một mảnh ở trên không trung phi đãng bồng tuyết đều giống như hắn cảm giác được một bộ phận, không ngừng hướng ra phía bên ngoài duyên thân. Ở trên người của Phượng Lăng phóng thích ra tà khí rất mạnh, rất là thuần khiết, bình thường thì mà nói coi như là đối kháng với hắn cực hạn chi băng cũng sẽ không lỗ. Thế nhưng mà Vũ Hạo bây giờ cực hạn chi băng không phải là lúc trước. Thứ hai hồn hạch sau khi hoàn thành, hắn cực hạn chi băng cũng rốt cục là đại thành. Mà âm dương hỗ bổ song hồn hạch này cường hạn nhất đặc điểm chính là người chồng có ta, ta chồng có người. Hỗn hợp của Vũ Hạo cực hạn đấu là cấp độ tinh thần lực lượng. Hơn nữa, cực hạn chi băng cực độ áp xúc ra nhiệt độ siêu thấp. Tuyết vũ cực băng vực đích uy năng so với trước kia sớm đã là gấp bao nhiêu lần tăng lên rồi. Không thể tiếp tục như vậy. Phượng Lăng lúc này trước tiên liền có phán đoán, nếu để cho Vũ Hạo lúc này lĩnh vực tiếp tục đối với nàng áp chế, thời gian càng lớn nàng sẽ càng chịu thiệt hại, thuộc tính đã không địch lại, như vậy thì liền túy sức chiến đấu đi. Sơn màu đen thứ bảy hồn hòa lúc này bỗng nhiên sáng lên, đậm đặc hào quang màu tím đen lập tức đem Phượng Lăng luốt hết. Tiếp theo là một cái chớp mắt này, ở trên bầu trời màu tím đen ô vân gạt ra, một cái phượng hoàng to lớn màu tím đen bỗng nhiên lao ra, mang theo huyễn lệ màu tím đen đuôi lửa cùng với vô số gợn sóng kỳ dị, hướng ra phía của Vũ Hạo lúc này bỗng nhiên phóng đi. Tuyết vô cực băng vực lúc này áp bách dưới, phượng năng số cùng dần dần dùng ra vũ hồn chân thân. Màu tím phượng hoàng này nhìn từ xa đã tràn đầy cao quý cùng với huyễn lệ, nhưng mà tử hùng phượng hoàng lại là có một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, triệt để phá hủy xa phần cao quý đấy. Những nơi mà tử phượng hoàng đi qua, không khí kịch liệt vặn vẹo, chung quanh tử sắc quang mang chóng mặt, giống như có vô số tiếng kêu gào thê lương ở trong không khí, mơ hồ có thể nghe chứng kiến lần lượt từng cái khuôn mặt sợ tận. Ta phượng hoàng ở địa phương nào chính là thuần phệ, ta phượng hoàng vũ hồn thuần phệ hồn sư vũ hồn mà tăng lên tự thân. Tương đối với mà nói, Phượng Lăng ở bên trong tàu dù giết người vẫn tính là ít đấy, bởi vì nàng muốn thuần phệ vũ hồn, nhất định là cùng với bản thân của nàng vũ hồn gần hơn, hơn nữa thực lực và năng lực tự mới hiệu quả. Cho nên hắn ban đầu vừa mới cảm giác được vũ hồn ác tỉnh là lái, mới chịu thuần phệ nguồn tiểu chết vũ hồn, mà trong lúc nàng vũ hồn khí tức toàn diện triển khai, sau đó cỗ thuần phệ này đặc tính cũng theo đó bộc phát ra, dù là Vũ Hạo chính là cực hạn vũ hồn, cũng không khỏi nhận lấy được một ít ảnh hưởng, đến từ bản thân của vũ hồn một loại run rẩy để cho lòng hắn sinh ra chập chờn. Vũ Hạo lơ lửng tại bên trong thiết vũ cực băng vực của mình, đối mặt với Phượng Lăng vũ hồn chân thân cũng là trùng kích, hắn cũng không có ngày đầu tiên phóng xuất ra vũ hồn chân thân của mình đến đối kháng, mà là như trước bảo trì bộ sáng. Mắt thấy Phượng Lăng muốn đụng vào thiết vũ cực băng vực rồi, một vị siêu cấp đấu là vũ hồn chân thân cực kỳ đáng sợ, nhất là thôn phệ đặc tính hoàn toàn bày ra, sau đó Phượng Lăng có lòng tin tuyệt đối có thể phá vỡ lĩnh vực của Vũ Hạo. Sắc mặt của Vũ Hạo lúc này trầm ngưng, hai tay đột nhiên làm ra một cái động tác ôm hết, lập tức thì tuyết vũ cực băng vực bay ra bồng tuyết giống như chằm sông đổ về một biển, hướng ra phía thân thể của hắn ngưng tụ mà đi, trực tiếp tập trung hướng ra về phía hai lòng bàn tay của hắn. Phượng Lăng tả phượng chân thân khổng lồ trên không trung này sương lại một chút, hắn buông tha cho lĩnh vực, chẳng lẽ không muốn thi triển ra vũ hồn chân thân để chống đối với ta sao? Đây là trong nội tâm của Phượng Lăng bay đến ý nghĩ đầu tiên. Ngay sau đó, thân người Phượng Lăng này đến trước mặt của Vũ Hạo, cường đại tà ác chi lực đập vào mặt, điên cuồng trào lên hướng phía Vũ Hạo lúc này, tà phượng chân thân đã hé miệng ra muốn đem hắn luốt một ngụm thuần phệ đi vào.
Vũ Hào vẫn không có thi triển ra vũ hồn chân thân của mình, lơ lửng ở giữa không trung, cả người hắn giống như là một phò tướng. Băng cực chiến thần giáp này phóng thích ra ám lam sắc quang mang mãnh liệt, tay phải của Vũ Hào từ từ hướng ra tiến đánh ra, nghênh hướng phượng lăng biến thành thần của tà phượng chân thân này trương khai miệng rộng. Khổng lồ cùng với bé nhỏ, rộng rãi cùng với giới tử, giờ này khắc này đấy, nhìn về phía trên, Vũ Hào cùng với phượng lăng ở giữa chênh lệch quá lớn. Hắn đang làm gì vậy? Đối mặt với một vị siêu cấp đấu la thi triển ra vũ hồn chân thân, hắn vậy mà không tránh né, cũng không thi triển ra vũ hồn chân thân của mình chống lại, hắn có lòng tin như vậy hay sao? Trong nội tâm của tất cả mọi người tràn ngập nghi ngờ, thân thể của Phượng Lăng đột nhiên ở trên không trung dừng lại. Vũ hồn chân thân lớn như vậy, rõ ràng cứ như vậy ở trên không trung dừng lại, ngay sau đó có thể thấy rõ ràng, theo tà phượng chân thân vị trí đầu tiên tiến hành, một vòng màu bằng lám bằng tốc độ kinh người hướng ra phía toàn thân của tà phượng lan ra. Chuyện này, Trung Lio lúc này một đôi mắt ở bên trong đồng tử lập tức có rút trở lại. Hắn vậy mà đùng cứng tiểu phượng vũ hồn chân thân sao? Đây là lực lượng gì vậy? Coi như là cực hạn đấu la cũng chưa chắc có thể cường đại như vậy. Tiểu phượng tà phượng vũ hồn ở bên trong tà hồn sư cũng là cao cấp nhất. Đúng vậy, Vũ Hào chỉ là một trưởng, đế trưởng Đại Hàn Vô Tuyết. Lực lượng của Tuyết Vũ Cực Băng Vực bị hắn lấy ra hồn hạch thay đổi, lập tức áp xúc ngừng tú, sau đó thông qua đế trưởng Đại Hàn Vô Tuyết này phóng thích ra. Phượng Lăng cảm thụ là rõ ràng nhất, cảm giác cô nàng ở bên trong mình đối mặt với căn bản cũng không phải là một bàn tay, mà là một bằng tuyết vòng xoáy to lớn. Chỉ có điều rằng bằng tuyết vòng xoáy này là vô hình đấy, nàng vũ hồn chân thân hồn lực đều đang bị cỗ lực lượng cực hạn chi băng này vô hình đồng kết, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể cảm thụ được hàn ý kinh khủng kinh thiên khắp toàn thân.